Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 7 bước sang ngày làm việc thứ hai kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành chia tổ thảo luận cho ý kiến vào các nội dung báo cáo và dự thảo nghị quyết được trình bày tại kỳ họp. Tại 5 tổ thảo luận, về cơ bản các đại biểu thống nhất với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết đã được trình bày tại kỳ họp, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Các đại biểu đánh giá, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước và thấp hơn 7,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt thấp, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất còn thấp so với kế hoạch giao. Thu từ bán tài sản dôi dư theo Nghị định số 167 ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công đạt tỷ lệ thấp. Công tác chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ liên quan đến công tác quy hoạch, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh. Việc bổ sung quy hoạch mỏ đất đắp cho các dự án, đặc biệt các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm của tỉnh còn chậm và lúng túng. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu tái định cư tập trung trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2018 đến nay còn chậm. Hiện toàn tỉnh còn trên 1.000 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các đại biểu đề nghị cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để an dân. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc khu tái định cư tập trung trên địa bàn tỉnh từ năm 18 đến nay còn chậm. Báo cáo đồng chí là những cái này thì chúng ta cũng phải tập trung giải quyết sớm để có tính chất là an dân. Vì báo cáo đồng chí là những cái khu tái định cư này là những cái khu mà ảnh hưởng do thiên tai rồi do cái việc mà chúng ta thực hiện các cái dự án. Thì bà con nhân dân đã đồng thuận để chúng ta tổ chức thực hiện. Nhưng mà khi bây giờ báo cáo đồng chí là đấy còn đến hàng nghìn hộ dân này thì chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy gây khó khăn cho nhân dân khi mà thực hiện báo cáo đồng chí là cái việc mà vay vốn để sản xuất. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, các đại biểu cho rằng cần có giải pháp trong việc hạn chế các loại tội phạm trên không gian mạng, vấn đề quy hoạch nhà ở cho công nhân, nhất là các khu công nghiệp, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, giải pháp phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử trong trường học. Theo cái thời hạn sử dụng của bình chữa cháy là 2 đến 3 năm là hết hạn sử dụng. Vậy thì cơ quan nào là cái cơ quan thu gom, tiêu hủy? Bởi vì nó liên quan đến cái việc đảm bảo an toàn cho người dân trong cái việc mà tiêu hủy. Nếu chúng ta không có cơ quan chức năng đứng ra thì nó sẽ liên quan đến rất nhiều cái vấn đề phức tạp, đặc biệt là tính mạng của người dân. Một cái nữa là học sinh trên địa bàn thành phố của chúng ta là cũng có một số trường là sử dụng cái thuốc lá điện tử. Vậy thì nếu như chưa có đến cái mức độ cấm thì là chúng ta cũng phải có cái giải pháp như thế nào, quyết liệt như thế nào. Bởi vì đây là cái nguy cơ tiềm ẩn rất cao. Đấy, báo cáo chí vậy, sau này sử dụng có thể là cái lượng này nó rất là bình thường. Nhưng mà nếu học sinh chúng ta đã gần như là quen rồi thì cái việc này thì nó sẽ dẫn đến rất là phức tạp. Liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia, các đại biểu đề nghị tạo điều kiện sinh kế cho người dân các khu bảo tồn, có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các sở ngành nghiên cứu xem là có cái cơ chế đặc thù là đối với một khu thì chỉ xây vài cái bể chứa lớn. Đấy, mà cái hệ thống này thì là phải do cho người dân khảo sát cùng người dân, người ta tự làm cơ. Chứ còn báo cáo đồng chí là khi mà nhà nước xây hay là công trình mà xây thì tôi thấy một số công trình nước sạch của vùng nếu là không đảm bảo chất lượng. Cũng trong phiên thảo luận tổ, nhiều đại biểu kiến nghị các ngành cần chủ động trong việc rà soát các văn bản mới có hiệu lực để thể chế hóa, đồng thời bãi bỏ các văn bản đã hết hiệu lực, thực hiện tốt các giải pháp nhằm tăng thu chi ngân sách nhà nước, trong đó đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Đối với các tờ trình được trình bày tại kỳ họp,
các đại biểu cơ bản đồng tình. Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 49 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 29 đảng bộ và 20 chi bộ cơ sở, 395 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 8.371 đảng viên. Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong đảng bộ, thời gian qua, đảng bộ huyện thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cơ sở đảng. Bên cạnh đó, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo nguồn phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, đặc biệt làm tốt công tác quản lý đảng viên, đồng thời chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Hiện nay huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 30 đồ án quy hoạch gồm một đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Bôi đến năm 2040, một đồ án quy hoạch chung đô thị Bo đến năm 2045, 27 đồ án quy hoạch phân khu và một đồ án quy hoạch chi tiết. Ủy ban dân huyện đã phê duyệt 14 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030, đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Bôi đến năm 2040 và đồ án quy hoạch chung đô thị Bo đến năm 2045 được huyện Kim Bôi xác định là hai đồ án quan trọng có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ủy ban dân huyện Kim Bôi và đơn vị tài trợ quy hoạch triển khai trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch của các ngành từng bước điều chỉnh phù hợp với thực tiễn xu hướng phát triển. Điểm cốt lõi của các quy hoạch chung là nhằm làm nổi bật vị trí Kim Bôi thuộc tiểu vùng 2 nằm tại phía đông và nam của tỉnh theo định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là tiểu vùng phát triển công nghiệp, du lịch, thương mại, nông lâm nghiệp của tỉnh, kết nối thuận tiện với hành lang kinh tế quốc gia quan trọng như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 21, quốc lộ 12B và tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Ninh Bình. Ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an thành phố Hòa Bình, Ủy ban nhân dân phường Thái Bình tổ chức buổi tuyên truyền luật giao thông đường thủy và phòng chống đuối nước cho các chủ tàu thuyền, người dân và học sinh trên địa bàn tổ Vôi, tổ Tháo. Tại buổi tuyên truyền, khoảng 70 chủ thuyền, người dân, học sinh đã được cán bộ cảnh sát giao thông trực tiếp truyền đạt những kiến thức về phòng chống đuối nước như nguyên nhân dẫn đến đuối nước, cách xử lý đuối nước, cách phòng chống tai nạn đuối nước, kỹ năng bơi lội, kỹ năng hỗ trợ, cứu giúp người đuối nước, cách thoát nạn khi bị người bị đuối nước ôm giữ ở dưới nước. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi tham gia giao thông trên đường thủy, khi đi trên tàu. Nhân dịp này, Ban chăm sóc thiếu niên và nhi đồng phường Thái Bình đã tặng 50 chiếc áo phao cho các chủ phương tiện tàu thuyền, các em học sinh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc tập trung nguồn lực để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng được huyện Cao Phong xác định là khâu đột phá nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng cơ bản, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện đã và đang ngày càng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, phát huy hiệu quả. Đây cũng là một trong 10 chương trình hành động trọng tâm nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Xác định giao thông là hạ tầng quan trọng hàng đầu, huyện Cao Phong đã tập trung nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này, tạo động lực cho phát triển kinh tế. Đến nay, mạng lưới giao thông phát triển rộng khắp trong toàn huyện với trên 495 km. Các tuyến đường giao thông nội huyện đều đã được cứng hóa. 100% xã có đường nhựa hoặc bê tông đến trung tâm. Hệ thống đường giao thông liên xóm hầu hết được cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Hiện nay, huyện đang ưu tiên nguồn lực để khớp nối các tuyến giao thông nông thôn với quốc lộ 6, đường 12B, đường tỉnh 435. Tiếp tục đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm như đường tỉnh 435, 444. Đã được các cấp các ngành, rồi ban chỉ đạo từ tỉnh đến huyện đã quan tâm. Thì đầu tư về cho xã Bắc Phong các cái tuyến đường. Đây là một cái sự quan tâm của Đảng nhà nước là bà con rất phấn khởi. Trong đó về giao thông rồi là vận chuyển hàng hóa rồi lưu thông trong các phương tiện này cũng đảm bảo. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân cũng đã tuyên truyền cho bà con nhân dân. Ví dụ là đóng góp sức người, sức của rồi đóng góp ngày công rồi là động viên nhân dân là hỗ trợ hiến đất giải phóng mặt bằng.
để tạo điều kiện cho các đơn vị thi công để đáp ứng. Cùng với hạ tầng giao thông, các hạ tầng thiết yếu khác cũng được huyện Cao Phong đầu tư đồng bộ nhằm tạo đột phá thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Về hạ tầng điện và thông tin, 100% xóm khu dân cư có lưới điện quốc gia và được phủ sóng Internet. Các công trình công cộng như trụ sở làm việc, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, các công trình thủy lợi được đầu tư đồng bộ. Huyện Cao Phong tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương của tỉnh, đẩy mạnh huy động nguồn lực từ các chương trình dự án để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phục vụ phát triển du lịch dịch vụ nông nghiệp. Tổng số vốn được huy động trong giai đoạn 2020-2023 là trên 300 tỷ đồng. Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28. Trong đó có cái khâu đột phá là thực hiện cái đồng bộ cái kết cấu hạ tầng. Trong thời gian vừa qua, huyện đã huy động bằng các cái nguồn lực, các cái nguồn vốn từ trung ương, tỉnh và nguồn vốn của huyện để đầu tư xây dựng các cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt ưu tiên vào giao thông. Thế và chúng tôi ưu tiên đối với lại các cái xã thuộc khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn. Thế và các cái xã sau sáp nhập để kết nối nhằm tạo cái thuận lợi cho bà con đi lại và vận chuyển hoặc chuyển hàng hóa. Giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Cao Phong tiếp tục xác định đầu tư đồng bộ hạ tầng phát triển kinh tế xã hội là một trong những khâu đột phá quan trọng, là chương trình hành động trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28. Cao Phong đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tăng cường đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 22%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%, hộ dân thành thị đạt trên 99%, góp phần đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã mang lại hiệu quả. Từ phương thức sản xuất truyền thống, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Toàn huyện đã có 5 nhãn hiệu nông nghiệp được cấp chứng nhận sản phẩm sao cấp tỉnh, 17 sản phẩm ô cốp được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng sao cấp tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Ngân ở xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy bắt đầu nuôi bò sữa từ năm 2008. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm chăn nuôi và đầu tư thiết bị hiện đại nên việc thu hoạch sữa bò chủ yếu bằng thủ công. Sau gần 15 năm đầu tư ban đầu từ 4 con bò, đến nay đàn bò sữa của gia đình đã phát triển lên hơn 40 con. Ngoài ra, gia đình đã chủ động đầu tư 2 máy vắt sữa, nhờ đó giúp cho việc thu hoạch sữa bò nhanh và thuận tiện hơn. Trung bình một ngày thu được khoảng 3,5 tạ sữa với giá bán 18.000 đồng một lít, doanh thu trong một tháng đạt khoảng hơn 200 triệu đồng, sau khi trừ chi phí đạt thu nhập gần 100 triệu đồng một tháng. Thì vợ chồng tôi cũng đã phát triển lên và cũng đã mua được máy móc trang thiết bị để phục vụ cho con bò. Và đến giờ này thì rất là thuận lợi trong quá trình sản xuất về ngành nông nghiệp, là cụ thể là về con bò sữa, là chúng tôi cũng phát triển là tương đối gọi là ổn định. Tôi cũng rất là mong làm sao có một cái sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể tạo mọi điều kiện không những gia đình nhà tôi phát triển hơn nữa, mà còn những hộ viên nông dân xung quanh người ta đều tiếp cận với các nguồn vốn để cùng phát triển. Huyện Lạc Thủy hiện có 5 nhãn hiệu nông nghiệp được cấp chứng nhận, 17 sản phẩm ô cốp được Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng sản phẩm sao cấp tỉnh, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao và 13 sản phẩm đạt 3 sao. Thời gian tới, các địa phương trên địa bàn huyện tăng cường nhân rộng các mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao, các mô hình an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, đáp ứng yêu cầu của thị trường, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị của sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Xác định là cái từ chuyển dịch từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái kinh tế nông nghiệp. Thế từ việc thực hiện đấy thì ngành tham mưu với ban huyện xây dựng các cái mô hình phát triển sản xuất và trọng tâm là ứng dụng khoa học kỹ thuật và tiến tới ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cho nó giảm cái chi phí đầu vào, đồng thời nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Và tiến tới thì chúng tôi cũng đang tham mưu cho huyện
căn cứ vào cái tiềm năng lợi thế cũng như là cái sản phẩm chủ lực của huyện để nhằm mục đích là nâng cao cái giá trị chất lượng và sức cạnh tranh thị trường. Có thể nói ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, không chỉ nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường mà còn tiết giảm nhân công lao động, chi phí sản xuất. Đây là hướng đi tất yếu để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, thay đổi tập quán canh tác truyền thống của người dân trên địa bàn. Phản ánh này là việc thứ hai và bế mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19:45 tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào, nhiệt độ 24-37 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào, nhiệt độ 25-36 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, có lúc có mưa rào, nhiệt độ 24-35 độ.